Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là đoàn bây giờ đang di chuyển ra đã tới Xuân Lộc Đồng Nai. Đây là mấy chuyến xe cuối cùng di chuyển chở hàng mền và nhu yếu phẩm và thuốc đem ra để tiếp thêm cho cầu sang. Xuất phát từ 4 giờ sáng bây giờ mới tới Xuân Lộc Đồng Nai. Đó, xe ba xe đi trước. Các loại xe, các xe đang tập trung lại để đổ dầu, tiếp nhiên liệu gọi là phải tiếp nhiên liệu để mình tiếp nhiên liệu rồi giờ thấy nó tiếp nhiên liệu mới ăn cơm xong bây giờ mình tiếp nhiên liệu vô xe hả? À, bốn xe đây. Hello, đó là thành viên mới. À, tự sướng nghe cây xăng luôn. À, thành viên mới nè. Cái 37 lít à. Năm chục lít hả? 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 Rồi để căng tiện á. Kiểu xuống ở đơn luôn nha. Chậm rồi. Kiểu xuống ở đơn luôn Vũ. Rồi, 500. Quay hả? Quay hả? Đi xe có quá đơn luôn. Quá đơn xe này. Nó xuống, ở đi xuống. Mình nói 400, này 610. Ở đây nhiêu? 500, anh đưa tiền không? Cây nhiêu thôi, thật không? 1 triệu, 40 ngàn. Xe xuyên đêm. Đuổi không à anh Bảo? Hả? Đuổi không? Đuổi chứ. Có hai anh em thôi. Có ba sáng giờ chưa ngủ á. Em ngủ được, có được có 1 tiếng à. Mời. Mình kiếm chỗ anh đậu anh tấp đợi luôn anh em. Đợi mấy xe kia luôn đi. Đó, bây giờ đoàn đã tới mới đi qua được cái đèo hầm đèo cả đây. À, bây giờ là 5 giờ chiều rồi. À, tất cả anh em tập trung.
clip này anh Hiếu quay con gỡ bà chưa. Cảm giác sao mang tim? Quá sướng. Quá sướng mọi người. Bữa nay có tài xế thẳng đường vô. Bữa nay có tài xế mới chạy quá sướng. Đó, 4 xe, 1, 2, 3, 4. Mới qua hầm đèo cả luôn. 5 giờ chiều. Giờ tấp vô nghỉ tí rồi đi tiếp. Mấy anh em cũng đuối rồi. Tại sao quá. Thôi. Chút xíu tiếp tục hành trình đây. Dỗ sao dỗ? Không. Rồi. Dừng lại tí thôi. Chào cả nhà. À, bây giờ là ăn bụi đời luôn nè. À. Khỏi chảy lắm mà anh em mà. Đang niệm mình bơm hơi có trái lụa nữa nè. Thầy chở mấy đứa nhỏ nằm xuống. Sơn quýt. Quýt chỉnh không có gì. Bụi đời luôn. Xe này ghế tài nó có mắt ma luôn. Đó là có hết. Trời ơi đây là có dừa luôn à. Trời ơi. À, gì, 8 người đàn ông, 1 người phụ nữ. Thấy xe nằm ở đâu? Không có. Anh suy nghĩ sao xây xe ngồi đã muốn chết rồi, rồi nằm. Cái dòng xe xe đã hửi cái mùi xe đã đáy cái quần rồi. À, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn lấy sức rồi đạp. Bánh mì sandwich. Ở đây có miếng chả trà bá luôn nữa không? Leo. Leo. Ngon. Cực kỳ ngon. Ăn gà anh Thái. Bánh mì sandwich. Sandwich chà bông chả lụa nha. Lụa đẹp làm đó nha, đừng có chơi nha. Anh ơi, ăn bánh mì anh ơi. Này. Ăn nằm đường như vậy nè anh ơi. Đó anh ơi, không có gì hết, ăn mỗi bánh mì với kẹp miếng chả như thế à. Khổ quá ha, khổ quá ha. Ăn là 7 giờ mới ăn tối nha. Thôi ông ơi, đây. Ăn đi lấy sức đạp tiếp. Ăn không có sức đạp. Sáu giờ tối rồi, bây giờ là vẫn tiếp tục tiếp thôi, tiếp thu vậy, có đèn mở đèn pha lên cho sáng anh. Mở đèn pha cho nó sáng anh. Đó pha xe hả? À đó có 18 tối thui hết rồi, còn hai anh em thôi tiếp tục hành trình vì miền Trung thân yêu. Ồ, giờ 8:35 rồi, bây giờ thì cũng tới Quy Nhơn, địa phận Quy Nhơn. 142 cây nữa mình sẽ tới Quảng Ngãi. Thôi cố gắng chạy thôi, tiếp tục cuộc hành trình vì miền Trung thân yêu. Đâu rút cò ra bông luôn đi anh. Rồi bây giờ là gần 9 giờ, bây giờ mấy anh em tiếp nhiên liệu đây. Thank you.
đổ luôn em, mai anh tem đổ luôn á, anh Thái cứ đổ á. Gãy lưng hả? Vũ sao Vũ? Sao? Hơi mệt. Thằng ấy thương Vũ. Có bụng quá. Sẽ bị gì á Mai anh Tim? Sẽ bị gì ạ? Hả? Sao vậy? Nhiều đây 603 ngàn. Sáu trăm mốt luôn hả? Ờ, sáu mốt chẳng thì sáu cứ nhảy đi. Đó, đó. Đó, 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 đó. 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 Ơi. Rồi, 601. 55 lít. Rồi, trả tiền đi. 601. Trời ơi. Quá đường luôn anh. Rồi bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Giờ thì đang đổ mưa. Đó, xe đậu bên đường. Bốn xe bây giờ là tấp vô ăn tí rồi chuẩn bị đi lên đường tiếp. Đây bán miếng gà. Ăn đại dọc đường đi thôi. Mưa tầm tã luôn. Hộp hỏi bàn đào nè. Hộp bàn gà. Quá đuối. Trên hả? Hộp bàn xui.